the HCG, Architecture and Computer Graphic Training. Cái nội dung tiếp theo chúng ta sẽ hoàn thiện cho bản vẽ, đó là hoàn thiện text cho bản vẽ này. Giờ bản vẽ chúng ta có loại text nào, text tiêu đề và text thường ở bên trong các bạn. Text thường là ghi nội dung của bản vẽ này, text tiêu đề là ghi tên của bản vẽ. Đấy, thì cái phần này bạn được học rồi, thì ST thì mở cái bảng text style ra và lựa chọn kiểu text tiêu đề được chưa? Ở đây font thì bạn tùy bạn lựa chọn nhé, ở đây mình lựa chọn font theo ý mình. Rồi second nó lên, text tiêu đề second lên. Lệnh là DT nhá. DT tích ra đây. Rồi trước khi để biết chiều cao nhập vào bao nhiêu đúng không ạ? Thì các bạn sẽ lấy cái khung tên mà chèn vào đây trước nhé. Trước khi làm cái bước tích mình đi, chúng ta sẽ chèn khung tên vào trước. Đây thì ở đây mình đã mở cái bảng khung tên này lên. Đây, mình sẽ gửi cho bạn. Kèm theo luôn để bạn có thể lấy được một cái khung tên. Ctrl C luôn. Và mở sang bài của ta Ctrl V nhá. Đấy, khung tên của chúng ta. À thì bây giờ bài của ta là in cái bài này là dự định chúng ta sẽ in ra khổ A3 đúng không ạ? 420x97. Khổ A3 chúng ta in ra bạn vẽ hình rectangle này. 420x297. Đây là khổ A3 tỷ lệ 1:1 này. Các bạn sẽ scale cái này nhỏ lại. Mục đích của ta sẽ là gì? Cho cái khung tên nó bằng với tờ giấy. À, bây giờ để ta có thể bằng được thì bạn dùng lệnh align AL này. Lên đây bằng nhận. Bây giờ bạn có thể mu 4 đỉnh này vào xem nó trùng khớp không ạ. Đấy, khớp đét luôn. Đấy, chưa chuẩn lắm, mình vẽ lại rectangle này. 420x297 nhận. Sẽ align lại. Rồi đây. Mình vào đây. Ok. Thế bây giờ mình sẽ move này lại. Theo chuẩn 4 đầu ạ. Ok, đã khít 4 đầu. Tức là cái khung tên của chúng ta đã là tờ giấy A3 nhân là 420x97. Thế là làm sao để biết cái tỷ lệ bản vẽ này in ra là tỷ lệ bao nhiêu rồi? Các bạn sẽ copy nhân đôi lên nhé. Và sẽ scale cái khung tên này lên. Kêu lên tầm khoảng một số chặn là tầm khoảng 60 lần. 60 lần các bạn đặt vào đây. Đấy. Các bạn thấy đặt vừa không ạ? Đặt nó cảm giác như này là một cái bản vẽ nó đặt như này, các bạn thấy là hợp lý rồi. Thì chính xác là tỷ lệ in ra là 1/60 rồi nhỉ. Lấy khung tên A311 này bạn nhân lên 60 lần thì nó sẽ ra được cái kích thước mà nó đặt vừa được cái phần bản vẽ ở trong. Thì chúng ta sẽ coi là cái hệ số đó nó sẽ là tỷ lệ in của bản vẽ nhé. Đó. Tức là cái hệ số chúng ta sẽ phải chia cho 5 và nó là phải là hệ số chẵn thì chúng ta vừa nhân lên là 60. Đây bây giờ bạn sẽ viết text này. DT. DT text về. Bạn nào mà đã biết cái text mà viết orientip đây rồi đúng không ạ? Viết orientip đây rồi thì tích điểm ở đây. Số này lên và chọn một phần là 60. 60 chưa có thì chúng ta sẽ add thêm vào 1 2.60 2.60 đặt tên là 60 và tỷ lệ là 1/60. Ok đấy, thì bây giờ trong cái thang tỷ lệ đã có là 1/60, chỉ có ketter cao mới có cái thang tỷ lệ này nhé. Bạn nào chưa có phải cài ngay ketter cao vào đấy, gõ là 1/60 đây. Bây giờ bạn gõ là dt này. Đấy, tích vào đây. Và cái chiều cao của nó hỏi đây là chiều cao là bao nhiêu, bạn nhập vào đây khoảng tầm 2.5 nhá. Đấy, 5 góc 20. Enter. Như bạn thấy là tên nó là mặt bằng nội thất tầng 1. Viết hộp in hoa bạn sẽ cắt lóc lên. Mặt bằng nội thất nhỉ. Mặt bằng nội thất tầng 1. Đẹp. Ok, tích vào đây. Các bạn này nào có thể
Đặt vào đây. Đấy, lập tức thì tỷ lệ nó tự nhân lên bằng đẹp với cái bản vẽ này đúng không ạ? 1/60. Có thể nó ghi gạch ngang TL 2.1/60 thế này. Đấy, mu sao cho nó cân giữa bản đồ. Tiếp đến chúng ta sẽ ghi các cái phần ở đây mình tắt cái bản vẽ này khung tên này đi. Mình sẽ vẽ lên viết các vật tích khác, ví dụ kệ tivi, bàn ăn 6 chỗ vân vân. Cái này bạn các bạn sẽ tự viết nhé. Ở đây mình sẽ viết ở đây tên, ví dụ như ST mở này đi, set cái tích thường này. Set cái tích thường và để là gì? Objective. Ok, color. Bây giờ mình sẽ viết ở đây tên tích thường đúng không ạ? F8 để cho nằm ngang. Cái chiều cao mà nhập vào bao nhiêu, cái này mình nhập khoảng 2.5 không. Đấy, bây giờ mình gọi là gì, kệ tivi, các bạn sẽ viết cắp lóc hết nhé. Kệ tivi bao nhiêu, 450 nhân 1800 đúng không ạ, 450 nhân 1800. Đặt layer này, cái này đang ở layer chụp đúng không ạ, chúng ta sẽ đặt layer gì, ký chú hoặc là layer text, layer gì, layer ghi chú. Đó. Set current nó lên thì nó sẽ viết đúng ở cái này. Tiếp theo đấy là gì, bàn ăn 6 chỗ ngồi 8 x 1.6, bàn ăn 6 chỗ. Các bạn copy luôn trong này ra, sáu chỗ 800 x 1.600. Đây, bàn 36 x 1.400, bàn 600 x 1.400. Đây, tủ lạnh này, hay là bếp này. Bàn bếp mặt đá này. Cái này vẫn như tủ lạnh này. Bàn bếp mặt đá kim sa, tôi gọi là ghi là bàn bếp này, mặt đá ấy. Ok, phòng khách này, bếp vào ăn này, đây các bạn nhìn là phòng khách. Chỗ này các bạn nghĩ là bếp cũng ăn này. Ok, cái bàn này bạn di chuyển đúng ở đây. Các bạn có thể là có sử dụng cái lệnh LE để chia sẻ bạn nhé. Tích vào đây và gì, tích vào đây. Đó. Nó sẽ có kiểu giọng chú thích nha, LE tích 3 phát vào đây. Đó. Hay không ạ? Và các bạn nào có thể là gì, mu này ra đây để cho nó đỡ bị vướng ấy, để cho nó đỡ bị trùng vào cái đối tượng của chúng ta này. Xong rồi gõ này gì, LE là chú dẫn này. Tích vào đây, tích vào đây, xong F8 cái phát cuối này. Đó. Ta sẽ có được cái kiểu dạng như vậy nhỉ. Những cái nào mà nó bị chồng đè vào. Đây là gì, bàn 600 x 1.000 đúng không ạ, copy này ra, 600 x 1.000, mua vào đây, bộ sofa này, sofa click vào đây. Tiếp đến là sẽ sân trước này. Cái này cái diện tích các thứ thì mình sẽ không ghi chi tiết nha, các bạn để tự ghi chi tiết nhé. Trước
trước vẽ mình mỏng hơn, vẽ S bằng S bằng 32.5 đúng không ạ? Này bạn tự ghi. Sân sau diện tích là 25 m2. Vòi nước rửa nhỉ, vòi nước rửa. Y 1% nhỉ. Ok, y 1%. Rồ phát xoay luôn này này. Cái gì cũng làm được đúng không ạ? Lệnh hiệu chỉnh thì nó rất là nhiều, quan trọng là chúng ta có nắm thuộc và có thể áp dụng được nó hay không thôi, đúng không ạ? Y 1% này. Vẽ cái điểm L E này. Tích từ đây vào đây. Tích hai phát thì nó chỉ có một nét thôi, rồi nó dốc vào đây mà độ dốc, cái này là gì, vườn cây, vòi nước rửa tưới cây, vòi nước rửa tưới cây vào đây, rồi 90 vào đây, đây bùn hoa đúng không ạ, tích vào đây là bùn hoa. Phần nào đúng không ạ? Với cái kép C1 đúng không ạ? Sót một cái. Với cơ bản là chúng ta đã có thể hoàn thiện được phần tích cho cái bản vẽ này. Lát nữa chúng ta sẽ hoàn thiện cái phần đi.